ba gạc bốn lá, tên khác ba gạc Cuba, bộ phận dùng, vỏ, rễ. Công dụng: ở Ấn Độ, rễ ba gạc bốn lá được dùng thay thế cho rễ Suspentina trong điều trị cũng như trong công nghệ chiết rễ Suspin, dạng cao chiết từ cây phối hợp với dầu hải lị, dùng làm thuốc xoa để chữa một số bệnh ngoài da. Ở Việt Nam, viên rau casin bào chế từ vỏ rễ ba gạc bốn lá, mỗi viên có 0,002 gram alkaloid toàn phần, có tác dụng điều trị bệnh tăng huyết áp, đặc biệt đối với thể vừa và nhẹ. Thuốc có tác dụng êm dịu, không gây tụt huyết áp, tác dụng hạ huyết áp từ từ. Thuốc dùng nạp tốt đối với bệnh nhân, không gây buồn nôn, mệt mỏi. Bệnh nhân sau khi dùng thuốc, ngoài hạ huyết áp, còn cảm thấy đỡ nhức đầu, chóng mặt và dễ ngủ hơn trước khi dùng thuốc. Liều dùng: ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên. Dược Bảo Kỳ Nam, thuốc nam kỳ diệu, xin kính chào quý khách. Bảo Kỳ Nam với tôn chỉ hoạt động bảo tồn và phát huy những cây thuốc, bài thuốc nam có tác dụng kỳ diệu, giúp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người Việt một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Các sản phẩm của Dược Bảo Kỳ Nam được nghiên cứu và chuyển giao công nghệ bào chế bởi các nhà khoa học về dược liệu hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất.